bây giờ chúng tôi muốn hỏi quý vị đó, những cái giây phút chúng ta đây rất là vui, nhưng mà nếu chúng ta muốn kéo dài thì chúng ta muốn kéo dài tới giờ nào? Tại những giờ vui thì cũng có cái giờ chúng ta chia tay. Thì chúng tôi mới giới thiệu một tiếng hát rất đặc biệt của gia đình Tony Tú Nguyễn. Thì xin mời tiếng hát của Mạnh Hà. Nhạc phẩm này đó quý vị biết không, Mạnh Hà này hát nhạc phẩm là Sợ Yêu. Yêu rất vui quá mà sao mà em lại sợ yêu là sao? Đây, xin mời tiếng hát của Mạnh Hà. Sau đó thì chúng tôi sẽ mời người chuyên viên sử dụng iPad ngày hôm nay, để chúng ta sẽ có phần phát quà của công ty Kiss Me và Kenichi cho chủ nhà. Thì sau khi nhập break time đó, nếu quý vị cảm thấy đi về nhà xa, má đợi, ba đợi đó, thì quý vị cứ tự nhiên về. Nhưng mà Tony nói, còn giờ giây phút nào cứ ở lại tới thì Bảo Càng cũng ở lại để làm vai trò hoặc nói việc. Xin mời tiếng hát Sợ Yêu. Chú không có sợ yêu đâu cháu ơi. Cháu độc thân là cháu không? Lập gia đình cháu. Người cháu cũng hát về karaoke phải không? Đoàn kính thưa quý vị nhìn lên sân khấu, tiếng hát của và tiếng hát của ông Hà. Và kính thưa quý vị, tiếng hát của Thu Hà sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Sợ Yêu. Rồi ngày mai lại chẳng nhau phụ.